Yếu, yếu, yếu lắm luôn ơi. Ê, một máu luôn, nóc. Ăn rồi đấy. Ôi luôn ơi. Win. Win thì thôi. Wow. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là K74-74 đây. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Đúng là một ngày chung kết của quân đoàn Hivy. Thì vòng loại này hay là vòng bán kết hay là tứ kết thì Ken cũng có bán rồi, mà tại lúc đó máy Ken lắc quá, Ken không quay được cho mọi người xem. Thì chung kết chọn ra hai tem 4 cực kỳ gắt luôn. Thì gồm là Heavy TN thì đang là tem của mình, Heavy Đấng Giê Xu, Heavy Lu cũng như là K74, sự góp mặt của mình, sự góp mặt của Thánh Bro Laser nhất Free Fire mà, đúng mọi người. Và đối phương của mình ngày hôm nay bên kia là HuySG, Quang, Ruli và Hades. Thì sẽ có hai bình luận viên và hai người quan sát, chính là trưởng quân đoàn của mình Heavy IS Mobile cũng như là có quản trị viên bóc fan của mình luôn nhá, Heavy Bở Baby. Anh chàng này hát cực kỳ hay đấy mọi người. Anh em cứ nghe Ken côn bắn thôi nhá, em cứ bắn thoải mái, còn lại Ken lo hết. Vì Ken là trùm Free Fire mà, Ken có thua ai đâu, Ken làm hết rồi, anh em chỉ việc KS thôi. Mọi người ơi, bắn vào cuối nha, không là luôn qua bắn luôn này. Ken Ken rồi, anh thấy này, trước mặt này bắn được này, ngay thùng gỗ kìa. Vâng, vẫn là Lu, Lu đang bị bắn, Lu bị mất máu và Lu, Lu phải nằm xuống. Chúng ta còn Đấng Gia Su, Kiên 74. Trong khi đó thì phía bên của đội Hotger thì chúng ta vẫn còn Huy Sài Gòn như không. Vâng, lần này thì ba đấu hai cái chắc rồi. Chúng ta thấy rằng là về đội của Hotger như không, Quang lại bị nằm xuống. Phía bên kia chúng ta vẫn còn Đấng Gia Su, một pha công lỗi đến từ vị trí của Đấng Gia Su. Đội Hotboy là đội phải nằm xuống. Một điểm nghiêng về đội của Hotger. Em bắn 500 đa mà này, mà không ăn nữa. Ôi, không sao. Ok anh em, lên, bắn, tự tin vào. Fighting. Okay, let's go. Ôi, nó chạy qua xe rồi. Ông ơi, cái này thằng đánh dấu 6-7 tiếp rồi này. Anh bắn thêm 40 tiếp, 50 tiếp là được đấy. Ok á. Tên này sao giờ nó khoai đấy, tên này, nó khoai được kìa. Yêu, yêu lắm. Ê, còn đứng ơi, đứng còn một, từ từ em bảo làm gì sớm. À không, chỉ còn lại mình Quang. Quang vẫn đang cầm cự nhưng không được rồi. Phía trên là một người, phía bên cánh phải của anh ta vẫn là một người. Và lần này một đều nghiêng về vị trí của đội Hotboy. Vâng, ok. Không, tôi thấy rằng là chua lắm. Ờ, nhưng mà được, như vậy là một đều. Vâng, nâng cái mốc điểm số lên là một đều. Vâng, hai đội vẫn đang ngang tài, ngang sức. Hay quá. Đấng ơi, còn một shit nữa để nó gank 3 rồi Đấng. Em công làm gì thấy anh không? Anh thấy em đấy, anh cũng cẩn thận lại thôi. Vâng, lần sau kỹ lại giúp em thôi. Cho nó chạy ra. Đặt cao ra. Yêu, thằng qua một máu này, qua một yếu lắm rồi. Và phía bên đội của Hotboy họ đang sử dụng thời cơ, Hades bị nóc vào đẩy lên. Và phía bên này chúng ta có Đấng Gia Su cũng đã phải nằm xuống rồi, nhưng không. 2-1 dành riêng cho đội của Hotboy. Lia 2-2. Được của nó đấy. Nó để thằng Đấng là hơi mệt nha. Em nhìn trái đi tên nữa. Đây. Hai thằng chỗ em. Em lùi được nha, em đặt keo lùi được đấy, không cần phải bắn lại đâu nha, không cần phải trả đam đâu nha. Không, tít tít tít. Em cover cho. Ok. Em này. Đặt keo, Đấng ơi, em kênh 4. Từ từ Đấng. Để lên, nóc 1 rồi. Nóc 1 của... Để lên. Một máu luôn. Con đã một máu đấy, đúng rồi, hai. Quang. Hai. Em bắn nước một rồi. À, Kiên làm hết rồi đấy mọi người, Kiên K7 sát thương kìa. Làm hết rồi đấy, 3 kill, thấy không? Đồng đội chỉ việc KS thôi, có gì đâu. Nó Kiên lại được gáy rồi. Nó vào rồi nha. Được vào nhà hết chưa? Chưa, không, nó vào bên N2 thằng thôi.
Ê, trước mặt kìa Lu ơi. Yếu, yếu, yếu lắm, yếu lắm, yếu lắm. Quăng đi nè. Ôi, em lại lên một mình rồi kìa, thấy không? Anh nhắc em rồi mà. Phía bên đây Hades, Huy, Quang, Ruli. Quang là người ngóc tiếp theo. Và như vậy là tôi thấy có một điểm gỡ đến từ vị trí của đội Hot Girl. Chúng ta chỉ thấy được rằng trên bản đồ chỉ còn lại vị trí của TN mà thôi. TN chịu không nổi sức ép của Naruto. Đội hình của Hot Girl đã gỡ lại là 2-3. Rất hấp dẫn. Vâng. Hôm qua đã thua góc trái một lần rồi là mình phải rút kinh nghiệm, em hiểu không? Em lại gục tiếp nữa. Đó là keo kìa, đó là keo để vào kìa. Yếu, yếu, yếu lắm luôn ấy. Ê, một máu luôn, nóc. Ăn rồi đấy. Ôi Lu ơi. Win. Win tỷ tôi. Win bắt đầu cho mọi người. Mình còn 2 round nữa. Thắng thêm 1-0 nữa thì mình sẽ giành chiến thắng. Thấy chưa? A few moments later. Hai mọi người ơi, đến với trận 2. Nhìn quá, nhìn quá. À đúng rồi, đúng rồi. Cái này cái gì đó chiếm cánh cụt chưa đã. Ôi nó tới trước mình rồi kìa. Thấy chưa tên nữa. Xíu một lưu rồi, Quang nó bắn. Ơi, cái này á. Một đi trước. Nóc, 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 nóc. Nè, nè, anh làm chú ý nè, anh làm chú ý nè, anh làm chú ý nè. Đẩy vô nè, đẩy vô nè. Nóc 1. Nóc 2 rồi, nóc 2 rồi. 2. Cái này ok lắm. Cứ để đấy em. Yếu nhận gõ 1. Nhà L gõ 1 nha. Chạy rồi. Ăn người lo bên kia nhá, em lo nhá. Yếu. Nhà gõ mấy thằng? Nhà gõ 3 thằng đúng không? Bắt Ruli, bắt Ruli, bắt Ruli, bắt Ruli. Bắt Ruli, em kia nhà gõ cho. 2. Tư, đứng, tư, đứng. Đợi team qua là đứng. Con mốc. Hay quá, em móc hết rồi. Em đợi một xíu nữa thôi. Thế thôi, không cần phải ăn đâu, em đợi một xíu nữa là team thắng à. Không, em móc hết rồi. Trời ghê chưa. Em phải cái tài súng rồi. Đứng trước mặt em hết luôn nha. Rồi, chuẩn bị Lu với em bắn hết luôn này. Nó chạy vào bắn hết này. Chạy kìa, đục keo. Đục keo. Lưng nè, nó móc lưng kìa. Yêu, ba thằng đây rồi. Yêu hai, yêu hai, yêu hai, đẩy luôn đi. Anh em, anh em làm hai lắm. Ố, chưa vô địch hả? À còn rau nữa, còn rau nữa. Đủ. Em thả tay luôn rồi chứ. Lên nhà luôn, bật lốc lên nhà luôn nè anh ơi. Ok ok. Lên thẳng nhà nó luôn. Không cho nó sống. Đặt trái cây bên phải như tên N nói, bốn thằng để trái, để vào luôn. Vì nó cai gốc, hiểu không? Đặt trái cây bên phải này. Để trái này. Đặt, đấy. Vô. Ngoài nhà có thằng, bắt đi, bắt từ từ đi, nó vô thằng. Đi vô nhà, đi vô nhà. Bắt đi. Đủ. Lu ở trong nhà nhưng Kiên 74 lần này phạm phải sai lầm. Và tiếp tục là ai? TN phía bên kia. Nhưng không được, Huy Sài Gòn bị nóc rồi. Chỉ còn lại một mình Quang mà thôi. Quang phải chống chọi với hai người phía bên đội của Hot Boy. Quang sẽ làm được gì đây? Quang sẽ làm được gì? Quang! Vẫn là Quang, đội hình của người ta đang bắt đầu cứu rồi. Quang đang tìm được một cái góc nào đó bắn tốt hơn. Và như vậy là Quang đã gỡ lại được rồi. Wow, đúng là amazing của chóp. 3-1, đội hình Hot Girl bắt đầu trở lại. Nó, ăn rau này nó có tiền nhiều đấy. Kìa. Trong nhà rồi, trong nhà rồi, anh thấy rồi. Nhà sắt kìa. Bắt thằng Quang không? Không. Tổ chức bắt Quang này. Kệ nó. Lưng là tên nào? Ừ. Quang nó bên nhà sắt này.
tổ chức bắt nó đi. Nóng một. Từ từ, em hưu máu. Thiếu 2. 2 còn một thôi. 2. Vô địch. Vô địch. À, top 1 là 800 nha mọi người và top 2 được 600. Đó. Và hôm nay ngôi vương của chúng mình cùng ngồi với đội quân của chúng mình là Đấng Gia Chua, K74, TN và Heavy Lu. Đó. Mà mới bay nữa. À, anh em cảm nghĩ sao? Anh em cảm nghĩ sao vì ngày chức vô địch lần đầu tiên tổ chức tại Cút Quân Đoàn Heavy nhỉ? Ví dụ là lần đầu TN đi. À, em cảm thấy rất là run anh à. Không run. Anh nhầm. Em bán ven và run á. Em nhiều giải rồi. Đối với em thì cái giải này nó chỉ là bình thường thôi anh. Lấy kiểu như lấy tay thôi. À. Đấng nhờ. Đấng phát biểu đấng. Cái giải này nó dễ quá anh ơi. Quá dễ luôn. À, thằng gái này qua rồi. Chỉ là bớt điểm thôi. Lô. Thăm dò thực lực thôi. Lu vào ta. Lấy bắn thật. Lu không có mid trở, Lu không được mid trở. Mời Lu vào đây cho Lu bật mid lên nói cái nào. Lu đâu rồi ta? Lu lộ đây, cho Lu biết lên nói cái nào. À, cảm nghĩ của em khi chung team với 2VK74 cũng như là giành chức vô địch ngày hôm nay em. Nói với em nó quá dễ anh ơi. Quá dễ, kỹ năng Lu cực kỳ ghê nha mọi người. Đó, thì cứ hơi gánh tiền rồi. Đó, thì giải chung kết của 2VK74 cũng như là quân đoàn 2V team K74 nha mọi người đã kết thúc. Thì chúng mình đã giành với tỷ số là thắng 2-0, tuyệt đối. Nhưng cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Đừng quên like cho ra kênh Heavy Game 74 cũng như là 12 giờ hàng ngày nha mọi người. Team bên kia cũng cực kỳ mạnh nhưng team mình chơi theo kiểu chiến thuật và bán đồng đội là sẽ giành chiến thắng. Đó, mọi người nhìn kênh cool là biết đâu. Ok, let's go, bye bye mọi người.